hơi mưa một chút rồi. Đẹp. Số cũng đẹp. Dạ. Thằng này vô tình nó lấy cái biển số đẹp nhá. Xin kính chào tất cả các chị và các bạn. Hôm nay em xin giới thiệu một chiếc xe Toyota Vios đời 2020. Sản xuất năm 2020. Đăng ký tháng 2 2020 luôn. Chiếc xe là một chiếc xe gọi là chiếc xe mới siêu lướt. Nó mới chạy được 8.000 cây. Thì bên em đang bán với giá là 390 triệu. Xe mới chạy được 8.000 cây thôi nhá. Xe này là bên em đang cần bán gấp. Cho nên là bán với cái giá rất là hợp lý cho tất cả các anh chị và các bạn muốn mua về xe về để chạy dịch vụ hoặc là để chạy gia đình. Thì đây là chiếc xe Toyota Vios bản E với 7 túi khí. Xe này thì em sẽ không quay nhiều về chi tiết, bởi vì chiếc xe nó mới chạy được 8.000 cây thôi, không một lỗi làm gì cả, vẫn còn nguyên bảo hành, sổ bảo hành và đăng kiểm lần đầu. Nguyên bản hết 8.000 cây thì nói chung là không cần phải mô tả quá nhiều. Đây chiếc lớp vỏ sơ cua đây, chưa tháo ra lần nào cả. 8.000 cây thì gần như là xe mới nhá. Thế em chỉ bán với giá là 390 triệu thôi. Chiếc giá này là rất là hợp lý rồi. Nên chỉ có các bạn nào mà muốn mua những cái dòng xe nồi đồng cuối đá như này thì hãy nhanh chóng liên hệ với bên em. Số điện thoại là 0963156882. Em để ngay tiêu đề. Em sẽ không quay chi tiết. Quá chi tiết chiếc xe này. Mưa quá.